Sau 2 ngày xét xử và nghị án, hôm nay, ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với ba cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các bị hại, người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của 4 bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm. Giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội. Bị cáo Trần Quý Thanh, Quyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có thân nhân tốt, phạm tội lần đầu, tác động người thân, nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi. Hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế, làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân chương. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo. Cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để trang đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng, nên hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án, các chứng cứ, tài liệu, tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quý Thanh thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3% một tháng, lãi chậm trả 4,5% một tháng, kèm theo là yêu cầu chủ tài sản, dự án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay. Khi bên đi vay đồng ý trả lại đủ tiền trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra các lý do bất hợp lý, buộc người vay trả thêm lãi phạt để không trả lại tài sản. Đối với các bị hại, hội đồng xét xử tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó. Đối với bị hại Lâm Sơn Hoàng, hội đồng xét xử ghi nhận sự đồng tình của ông Hoàng về việc phải trả cho ông Thanh số tiền 115 tỷ đồng đã nhận, hủy các hợp đồng chuyển nhượng, cam kết bán lại và các văn bản liên quan, buộc người môi giới phải trả lại số tiền 3 tỷ đồng đã nhận từ bị hại. Hội đồng xét xử buộc bị hại Nguyễn Huy Đông hoàn trả lại cho ông Thanh số tiền 78 tỷ đồng, hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai bên đã ký, cam kết bán lại và các giao dịch khác. Hội đồng xét xử buộc bị hại Nguyễn Văn Trung trả lại cho ông Thanh 34 tỷ sau khi trừ đi số tiền thuế phí, hủy hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên cho Trần Uyên Phương và các văn bản có liên quan, buộc các môi giới trả cho ông Trung số tiền 1,4 tỷ đồng phí đã nhận. Đối với việc bà Đặng Thị Kim Oanh vay ông Thanh 500 tỷ đồng, tại tòa, các bên thừa nhận về số tiền vay đã nhận, buộc bà Oanh trả lại cho ông Thanh hơn 235 tỷ đồng nợ gốc, hủy các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan, giao trả lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ cho bà Oanh. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỷ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt. Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của ông Minh và bà Trang, công ty Minh Thành về việc trả lại 65 tỷ đồng đã nhận từ ông Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty.